Chổi quét nhà đa năng VV. Nó là chổi làm vệ sinh gia đình đa năng, được giới nội trợ ưu ái. Nó có thể hút sạch tuyệt đối, sử dụng đơn giản. Chỉ cần mở công tắc, bạn có thể di chuyển nó theo ý của mình. Bất luận là bánh dụng do con nít làm rớt, tàn thuốc do ông xã bỏ lại, rau cải trong nhà bếp, vỏ hạt dưa do bạn bè bỏ lại và tóc gãy rụng mỗi ngày. Gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tặng ngay cho bạn bộ dụng cụ cắt rau củ đa năng thiết kế từ châu Âu. Có nó trong tay sẽ giúp bạn thao hồ sáng tạo những món ăn ngon từ rau củ, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Còn do dự gì nữa, mang gọi điện thoại đặt hàng ngay. Máy hút bụi gọn nhẹ hiệu quả, tại vì nó thật sự tiện dụng. Sàn gỗ cao cấp không vấn đề gì, thảm dệt sang trọng không vấn đề gì, gạch men dễ bám dơ không vấn đề gì, cho dù là sàn sỏi gồ ghề không vấn đề gì, tất cả mọi nơi đều không vấn đề gì. Cho dù là chân bàn, chân cửa, chân ghế, chân giường, chân tường, nó có khả năng xoay 360 độ. Nơi mà nó đi qua, không để lại một dấu vết, kể cả gầm bàn, gầm giường, gầm tủ, gầm sofa, không để lại một dấu vết. Chỉ cần lướt nhẹ qua, đều rất sạch sẽ. Chổi quét nhà đa năng VV hoàn toàn có thể thay thế máy hút bụi, dễ lau, chổi, đồ hút rác. Nó có hệ thống hút bụi toàn diện, cho dù là phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, tất cả các loại rác đều bị hút sạch. Đầu hút tự do xoay chuyển 360 độ, bất luận hút kẹt nào, xoay cỡ nào cũng được, hút cỡ nào cũng sạch bóng. Sức hút cực lớn, có thể nhẹ nhàng hút sạch bụi bặm, dễ dụng, tóc gãy rụng, tàn thuốc, thức ăn vật cưng, rau cải, bánh dụng, kính dụng, đinh sắt. Máy hút bụi gọn nhẹ hiệu quả, nó có cán tay nối dài theo tùy thích. Đầu hút siêu mỏng chỉ có 3 cm, lúc bạn sử dụng không cần khum lưng, không giơ tay, không tốn sức, không cần di chuyển tủ bàn ghế, giảm bớt sức lao động cho bạn. Gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tặng ngay cho bạn bộ dụng cụ cắt rau củ đa năng thiết kế từ châu Âu. Có nó trong tay sẽ giúp bạn thao hồ sáng tạo những món ăn ngon từ rau củ, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Còn do dự gì nữa, mang gọi điện thoại đặt hàng ngay. Trọng lượng của chổi quét nhà đa năng VV chưa tới 1 kg, chỉ cần một ngón tay để nâng nó lên, nhét vào góc tường gọn hơn cái chổi thường dùng nhà bạn. Điều đặc biệt hơn là nó sử dụng pin sạc cắm trực tiếp, không có dây điện rườm rà, tiện lợi hơn, không tốn sức, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi. Người bạn đồng hành tốt nhất khi làm vệ sinh, gọi điện thoại đặt hàng ngay. Nó là chổi quét nhà đa năng VV. Nó tiện lợi hơn dùng chổi thường nhiều, không cần khung người, không cần tốn sức. Trước kia tôi cần 30 phút để làm vệ sinh, bây giờ chỉ tốn có 5 phút thôi. Trước kia sàn nhà bị dơ, tôi dùng cây lau sàn, làm ướt hết cả sàn nhà. Bây giờ đã có VV, tôi không cần dùng đến nước nữa. Vả lại còn sạch hơn nhiều. Nếu nhà bạn sử dụng sàn gỗ, dùng nó là thích hợp nhất. Nó là chổi làm vệ sinh gia đình đa năng, được giới nội trợ ưu ái. Nó có thể hút sạch tuyệt đối, sử dụng đơn giản, không có dây điện rườm rà. Vả lại thể tích nó rất nhỏ, tôi rất thích VV. Xưa nay tôi rất ngại hút vỏ hạt dưa, tàn thuốc và bánh dụng. Trước kia tôi phải nhờ đến nhân viên vệ sinh. Bây giờ đã có VV, tôi có thể tự làm được rồi. Ngoài ra nó còn sạch hơn so với trước kia. Bây giờ con có thể giúp mẹ làm vệ sinh rồi. Con làm sạch lắm đó. Gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tặng ngay cho bạn bộ dụng cụ cắt rau củ đa năng thiết kế từ châu Âu. Có nó trong tay sẽ giúp bạn thao hồ sáng tạo những món ăn ngon từ rau củ, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Còn do dự gì nữa, mang gọi điện thoại đặt hàng ngay. Bây giờ có thể nói tạm biệt với công việc vệ sinh đầu tắt mặt tối như truyền thống. Chổi quét nhà đa năng VV mang lại cho bạn căn nhà sạch sẽ và thoải mái. Điều quan trọng hơn là giá của nó chỉ bằng 1/3 so với máy hút bụi. Còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhân công làm vệ sinh, tiết kiệm tiền làm vệ sinh thảm, tiết kiệm tiền bảo trì sàn nhà, đồng thời còn giảm bớt sức lao động của bạn. Gọi điện thoại đặt hàng ngay. Nó là chổi quét nhà gia đình đa năng, được giới nội trợ ưu ái. Chổi quét nhà đa năng VV hút sạch tuyệt đối, sử dụng đơn giản. Chỉ cần mở công tắc, bạn có thể di chuyển nó theo ý của mình. Bất luận là bánh dụng do con nít làm rớt, tàn thuốc do ông xã bỏ lại, rau cải trong nhà bếp, vỏ hạt dưa do bạn bè bỏ lại và tóc gãy rụng mỗi ngày, tất cả mọi nơi đều không vấn đề gì. Cho dù là chân bàn, chân cửa, chân ghế, chân giường, chân tường, nó có khả năng xoay 360 độ. Nơi mà nó đi qua không để lại một dấu vết, kể cả gầm bàn, gầm giường, gầm tủ, gầm sofa mà chúng ta cảm thấy đau đầu, chỉ cần lướt nhẹ qua đều rất sạch sẽ. Chổi quét nhà đa năng VV hoàn toàn có thể thay thế máy hút bụi, dễ lau, chổi, đồ hút rác. Gọi điện thoại đặt hàng ngay. Chổi quét nhà đa năng VV chỉ bán hàng qua truyền hình, mục đích nhằm cho bạn được tìm hiểu rõ hơn. Chổi quét nhà đa năng VV đang được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay. Bên trái, bên phải, tất cả các loại rác đều bị hút sạch. Bạn sẽ là người tiếp theo được sở hữu nó. Đừng chần chờ, hãy nhanh tay gọi điện đến đặt hàng. Muốn có căn nhà sạch bóng, không gì thay thế VV. Gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tặng ngay cho bạn bộ dụng cụ cắt rau củ đa năng thiết kế từ châu Âu. Có nó trong tay sẽ giúp bạn thao hồ sáng tạo những món ăn ngon từ rau củ, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Còn do dự gì nữa, mang gọi điện thoại đặt hàng ngay.